Vậy hả? Dạ. Được, cũng như thằng Tài thì thứ hai, rồi dạ. Em nó thứ ba với gái Út nữa, rồi nó cũng nghèo khổ rồi cũng đi Bình Dương đồ làm kiếm sống mà rầu đó, thì coi như ba nó thì đi thành phố mà mới về gần Tết đó, đáng tiệc đó, còn có mình hai mẹ con là ở nhà đó. Hai mẹ con ở nhà đó rồi. Là cái việc anh bà ơi, kỷ niệm ngày xưa trọn đời tôi nhớ mây, giờ hôm nay tôi trở về đây là chỉ mong sao gặp lại người xưa, qua bao năm dài xa cách nhưng có ở đâu, giờ tàn mặt nhau thiên kia tất bên sang ngang tìm về nơi bên mới, nếu có con chân là những dòng lệ đắng cay trao dặn phía mắt, ôi xe nát tim tôi với bao nỗi niềm thương nhớ, để nhớ để thương đây chờ đây đợi chờ đợi người xưa mà đã cách xa mười mấy năm trường. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay theo cái hành trình gông gũi, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang để tìm về cái hoàn cảnh của anh Mã Văn Tài. Người mà thổi sáo hàng ngày, thổi sáo bằng mũi và mang cái lời ca tiếng hát của mình để cho cô bác anh chị thưởng thức và ủng hộ tiền để mưu sinh hàng ngày. Thì hôm nay đến đây vào dịp cũng cận Tết, Bùi Hồ có đến tìm cảnh hoàn cảnh của nhà anh Tài cho cô bác anh chị biết. Dạ anh chào cô. Dạ. Em chào anh Tài ơi. Dạ. Anh Tài qua đó ngồi đi anh Tài. Anh em mình trò chuyện. Ngồi đi cô. Dạ. Cô đang mai đồ hả? Dạ, mai đồ Tết, đồ cũng như ở gần xóm riêng vậy đó. Dạ. Rồi mình mai mướn hay sao cô? Đèn ơi mai với đột này, cái chút đỉnh bị già lớn rồi. Đột mạng gì với giàu với mấy đồ bà già xưa xưa vậy đó. Dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay 61 năm. Dạ. Anh Tài năm nay bao nhiêu tuổi anh Tài? 36 tuổi rồi. Tới này anh 36 tuổi. Thì hôm trước em có gặp anh ở dưới bến phà, em có quay anh về cái tài năng thổi sáo, đặc biệt là thổi sáo bằng mũi, với lại ca cái giọng ca đặc trưng giống giống Châu Thanh. Thì anh Tài làm ở bến phà đó lâu chưa? Lâu. Là bao nhiêu năm rồi anh? Dạ. Năm 21 tuổi tới giờ. Đi tới đồ hồi đó đi ca nhưng mà sau này mới đi. Năm 21 tuổi đến giờ là có nghĩa là mười mấy năm rồi. Là trước đây là mình làm ở bến phà đó hay sao? Không, không có làm, nó đi ca kẹo kéo rồi sau này kẹo kéo giờ tao bán không có thịnh hành đó, rồi nó đi lang thang vậy đó, rồi bán vé số, còn không thì nó cũng đi lơ khơ vậy đó. Vậy hả cô? Dạ vậy đó. Còn hồi xưa thì bán kẹo kéo mấy năm. Rồi giờ kẹo kéo cũng như giờ ấy ẩm rồi tao không có mướn nữa, chứ hồi đó thì đi ca kẹo kéo không à. Hằng ngày thì lúc trước thì em gặp anh vào buổi chiều, buổi chiều ở trên phà Thuận Giang. Chứ hằng ngày không có đi. Dạ thường thì anh làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 4-5 giờ tới 7 giờ tối. Anh mang lời ca tiếng hát thì người ta cho anh bao nhiêu thì anh nhận bao nhiêu? Dạ. Thường thì mỗi một ngày thì mình khoảng được khoảng bao nhiêu tiền anh ha? 70-80 ngàn. 70-80 ngàn. Vậy thì cái công việc đó hàng ngày có đủ để cho gia đình mình trang trải không anh? Cũng đủ. Cũng đủ ha. Cô nhà cô bây giờ hiện giờ mình đang làm gì? Tôi thì ở nhà mai vậy đó, đã nói lớn nhà mai nhưng mà không có mai được. Còn mà, chú? À có anh này đi nhưng mà cũng hoàn cảnh khổ rồi à. Có thằng em nó có cha con ngoài thành phố rồi đi giữ cháu vậy là nào đó. Dạ. Ở nhà coi như có hai mẹ con à. Có ruộng đất, có ruộng đất gì không cô? Hồi đó có ăn công nữa, công rồi cũng nghèo khổ rồi cũng bán, giờ có nha mà không có làm nữa. Rồi. Không có ruộng đất gì ha. Hồi xưa ba mẹ cũng có mà người ta ở trong đồng lớn thì ta lấy là ta không có chi à. Tết này anh có thường đi làm ở bến phà đó nữa không anh Tài? Cũng còn. Cũng còn. Khi mà người ta gặp cái tài mà thổi sáo của anh đó thì người ta có bỡ ngỡ gì không? Cũng ngạc nhiên. Cũng ngạc nhiên. Nhưng mà lý do tại sao là anh lại được thổi sáo bằng mũi? Tại tập á. Tập hả? Mò rồi tập. Tập lâu không anh? Lâu. Cái khi mà anh thổi một cái cây sáo để vô cái mũi của mình thì anh phải ém hơi, lấy hơi từ cái ở dưới bụng lên. Rồi anh thổi, nhưng mà em đâu thấy anh vịnh một cái mũi bên đây đâu, đúng không? Không. Dạ. Rồi bao lâu thì mình mới tập được cái việc đó anh Tài? Tự tập được, cái này mình tập
hơn một năm đó. Hơn một năm. Lần đầu tiên là anh đổi sáo bằng miệng hay là bằng mũi? Đổi bằng miệng không ạ. Đổi bằng miệng không hả? Sao mình để vô lỗ mũi mà thổi được. À trước đây thì thổi bằng miệng mưu sinh. Nhưng mà cái việc thổi bằng miệng thì nó bình thường quá, đúng không? Yeah. Nó đơn giản quá nên thành nữ cuộc sống mưu sinh anh phải thổi bằng mũi. Yeah. Lúc đầu thì cái cảm giác mà khi anh thổi bằng mũi thì sao? Không, cũng bình thường. Nó mũi mình nó có bị đau bị gì không? Không. Không hả? Dạ. Dạ. Rồi người ta có yêu cầu anh ca thì anh ca. Dạ. Rồi yêu cầu anh, nhưng mà cái việc chính của anh là anh thổi sáo hay là anh ca? Thổi gì đó người ta yêu cầu mình ca thì mình ca. Mình ca có đó, em hôm trước là thấy anh ca không có đàn gì hết. Ừ. Mình ca chay thôi. Ừ. Dạ lúc trước thì anh kẹo kéo là anh ca theo có đàn nhạc. Dạ. Thì cái việc mà anh ca có đàn nhạc bây giờ anh gần nhà về giọng cổ giữ không anh Tây? Giọng cổ là phá nhất. Phá nhất hả? Vậy bây giờ như thế này, hôm nay đến đây rồi anh có thể bây giờ chút xíu nữa thì anh hôm nay anh còn cây sáo ở nhà đúng không, cây tiêu sao rồi nó bể rồi chú bể rồi hả? Ông hôm nay mua chưa có, ngày qua hai chú ở đây để kiếm cầu lãnh rồi mua không có, ta cho nhắc mà hư hoài. Cái ông đó là ông tiêu, ông tiêu đang thổi mà đứa thổi bài bản nhà lòng mẹ như bản nào nó nhớ. Dạ. Rồi giọt lệ đại trang như bản nào là theo bản nấy. Dạ. Chứ sao vậy đó, mà nói chung là nó thì không có học hành chứ á, tự lớn vậy đâu có đi học bị gì. Anh Tài ngày xưa là lên lớp mấy nghỉ con? Không có học, tại vì đâu có thấy đường. Tới 15 tuổi mới mổ mắt, bị hụng sinh nó ra là bẩm sinh trong bụng mẹ, hai con ngươi trắng tư. Rồi sau này cỡ mổ mắt đó, rồi mổ ra đó thì thành ra đi mờ mờ được chứ cũng không thấy rõ không. Có nghĩa là dạ phải mờ cũng mờ. Dạ cũng mờ. Là từ đó giờ là anh không biết chữ luôn. Không có biết chữ nghĩa cho người, sau này sao đi ca rồi được, không có biết chữ với số sen rồi sao cũng ghi được. Cái việc mà anh nhớ được khoảng bao nhiêu bài tăng cổ? Cái này tôi cũng không nhớ rõ, cũng nhiều. Cũng nhiều hả? Là hàng đêm cái việc mà anh học cổ anh nghe hoài, nghe tới nghe lui hay sao? Nghe tới nghe lui. Anh nghe qua băng đĩa. Này cũng đào lên vô cũng, nghe chứ cũng có băng đĩa gì đó. Em nghe được bài hát mà 3-4 lần là nó thuộc. Có nghĩa là cái trí nhớ dài. Vậy vậy đó, nó nghe là nó thuộc, nghe thuộc đó. Là bài bản giọng cổ thì tự cũng tự nghe tự học thôi chứ không ai chỉ. Đâu có biết, đâu có biết chữ biết gì đâu chứ. Vậy mà ca đúng đêm như hôm qua thằng đó, mấy thằng nó bắt cái bài anh Ba Khía đó vô cái này nè, ca thằng nó ca nhá trong điện thoại nó đúng nhịp đó. Đâu có biết gì mà nhịp đàn rồi biết đó. Ồ quá hay. Không có ai chỉ, bị đâu có biết chữ. Ca với kẹo kéo. Nó ca USB đó, nó thuộc hết ơn à. Khi anh cô gì có mấy người con? Tôi hả? Dạ. Ca cũng như thằng Tài thì thứ hai, rồi dạ. Em nó thứ ba với gái Út nữa. Rồi nó cũng nghèo khổ rồi cũng đi Bình Dương đồ làm kiếm sống mà rầu đó. Thì coi như ba nó thì đi thành phố mà mới về gần Tết đó, đáng tiệc đó, còn có mình hai mẹ con là ở nhà đó. Hai mẹ con ở nhà đó rồi. Là cái việc là hàng ngày là lao động chính là của cô ăn uống là anh Tài, do anh Tài. Anh Tài với tôi hai người phụ chứ mình nó đâu đủ, thay vì như nó đi bán cái số thì thí dụ như nó bán qua tới Long Xuyên là thì 100 tờ thì được 100 ngàn, mà đi xe 30 ngàn với nó ăn sáng với ra ba mà uống cà phê rồi thì về như được 60 thì đưa mẹ 30 nó còn 30. Rồi phải thêm chứ đâu có đủ. Con, vụ vậy đó. Dạ con thấy cái nhà mình là nền đất hả cô hả? Dạ hồi xưa tới giờ nó nghe nhà này có ông bà già để lại rồi hư rồi mà ngay tính gia nhà nước vài chục triệu mà tao nói có đợt. Rồi mình dai rồi mấy anh mấy khá mấy phụ cho nền với tiếp rồi thêm. Dạ. Nhưng mà còn vậy đó. Ngày hôm nay anh Tài có dự định đi làm không? Không, hôm nay không có đi nè, ngày hôm qua ông chú đó ở ấy ông tặng nè, ông tặng cái thùng. Tặng cái thùng. Dạ. Anh Tài bây giờ em hôm nay có dịp đến đây thì anh có thể tặng cho em cái bài tăng cổ nào không anh Tài? Ca bài nào mà con thích ca đó hay gì đó, là dù án bản ngưu hay gì mà thế nào các bạn nào mà con thích ca đó, con ca mà thấy hay thì tặng cho chú bản đi. Bản khác đi, hôm đó tặng mấy kia không mà chú kia quay, không bản gì. Chuyến xe Tây Ninh được qua hả? Thời con thích bài nào mà con ca thấy cảm thấy được thì con ca. Vậy thôi khỏi bắt cái thùng đi ca không? Dạ ca không đi. Khỏi thùng mất công cắt rồi lu bu. Ca bán gì ca cho tăng cổ tặng chú bán đi con ha, bán gì con cảm thấy ai đi giờ con ca đi rồi mẹ ra bưng ly nước ra con uống phải không nha, mẹ vô mẹ bưng cho con ly nước đây cô nha. Hư cái trà nghe con hùng chiếu nó nè rồi còn đó đó mà ông anh thì cũng hứa chùa cột mà đợi đó không thẳng hay cắt cái nơi này dài. Là cái nơi anh ngủ nè đó ngủ nè bằng ngày không ấy là nó ở trong đó vậy đó hả, vô vậy tao nhà vậy đó rồi đó tới đó. Ủa cô nơi... con thấy ở trên đó nó
hư nó dột nó tuột xuống đó. Dạ. Đó, chắc mưa hơi tạt, bị nó mới tuột nữa rồi để nữa ba nó lại ngặt có cái giờ không dám leo nhiều sợ nó bục. Nhà đó. Mình nó xuống cấp dữ. Dạ, cô. Bị 60-70 năm giàu đó. Dạ. Này của ông bà già để lại. Tới dạ. Giờ đó nó ngay cũng tính sửa mà mình không có tiền tính dài nhà nước mỗi tháng trả 500 là như, 5 năm. Như thế này nó dột dữ không cô? Cũng hơi dột mà cái rồi có mưa mấy chỗ này cũng dột rồi hứng cái thao cho nó đó. Dạ. Để thí đại đi kệ rồi sao thì không thấy thì đi chỗ khác. Dạ. Nếu mưa nhiều quá. Dạ. Rồi anh có thể ca cho em và mọi người ở trên mạng cùng thưởng thức để biết về cái tài năng của anh được không anh Tài? Được. Dạ, rồi bây giờ anh ca đi. Lên bãi kỷ niệm ngày xưa trọn đời tôi nhớ mây giờ hôm nay tôi trở về đây là chỉ mong sao gặp lại người xưa qua bao năm dài xa cách nhưng có ở đâu giờ tàn mặt nhau thiên kia tách bên sang ngang tìm về nơi bên mới nếu có con chân là những dòng lệ đắng cay trao dần phé mắt ôi xe nát tim tôi với bao nỗi niềm thương nhớ để thương đây chờ đợi người xưa mà đã cách xa mười mấy năm trường. Linh bà ơi, linh bà hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi. Sinh nhật tất cả đó tan thành cho vui rồi hát bài tình tỷ thiên thu. Lá thu rơi trời tại suối gió dương tình chia liền bởi con tàu lê lây. Sao trời chia cách đôi ta và xem như đã giấc xa nhau rồi. Không công linh bà ơi, người ấy bao rằng dân nhớ dân tuôn linh bà nhiều lắm, dân cầu mong cho hai má hồng môi thắm, cho mắt thêm xanh và cho tóc thêm quyền, cho làn da thêm tươi tắm minh màng, cho tôi xưng không qua dồi dã và giữ cuộc đời này luôn có mùa xuân. Nhiều khi một mình thơ thân tìm em, tìm dây kỷ niệm bên cứu hương giang, người ơi có thấu cho chàng bao đêm nhung nhớ đến nàng và nàng chỉ biết thơ than. Những kỷ niệm đã cuốn trôi rồi còn chỉ đâu nữa, quê mẹ giờ đây tan tác bởi quân thù. Tóc nàng anh dư vẫn còn xanh, ước mơ ngày sau sẽ sum vầy. Trời cao chia cách đôi đường đôi ngã, cho dấu muôn đời tình này vẫn không phai. Lão là ai mà giữ bên mình mái tóc, lão là ai mà giọng nói hà tùng. Linh bà ơi, ngày trước tôi là một kẻ thư sinh không quen cung kiếm, bị dần nhân tâm cướp mất. Giờ tôi trên đường về quê, mẹ hai thanh gươm gây trở thành nguyên vẹn. Tôi trở về đây tìm lại người vợ năm xưa đã thề nguyên chung thủy và rỡ mối căm thù. Rồi, cảm ơn anh, quá hay luôn. Mệt dữ không anh? Cũng được. Cũng được. Dạ, cảm ơn anh. Uống miếng nước đi anh. Dạ, uống nước đi.